Chào mừng các bạn trở lại kênh của tôi ha. Và hôm nay thì cũng được theo yêu cầu của rất nhiều anh chị trong năm mới thì muốn tôi hướng dẫn thêm một số về bài về mùa xuân. Và có một bài thì cũng rất là dễ nghe của nhạc sĩ Linh Mục Nguyễn Duy ha. Đó là bài Thắp Nén Hương Xuân. Và bài này thì phần cuối clip cũng sẽ được một phần trình bày của ca sĩ Thanh Hưng ha. Và trong bài này thì tôi hướng dẫn cho các bạn trên giọng mà pha chưởng. Đây là bài gốc các bạn ha. Còn bài hát mà ca sĩ Thanh Hưng hát thì hát ở giọng rê chưởng. Bài này thực sự nốt cao nhất lên tới nốt phá các bạn này. Đấy, đô phá 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 mi re mi đô đô re. Cả đoàn mà hát tới nốt phá cũng thấy sẽ bị đuối ha. Theo tôi cá nhân tôi thì các bạn nên chơi trên giọng rê chưởng là hợp lý. Đó, có chăng thì hoặc là ở trên giọng mi giáng chưởng cũng được. Ta đi da ra đi da đi ta đi da ra đi da đi ta đi ta đi da thì lên tới nốt mi giáng thì tôi nghĩ là ca đoàn có thể hát lên được đẹp, còn lên tới phá thì sẽ hơi bị chói. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn hướng dẫn ở trên giọng pha chưởng để cho các bạn dễ follow, bởi vì giai điệu sít thì tôi thấy là ở giọng pha chưởng ha. Rồi vào pha chưởng thì có một dấu si giáng các bạn này. Đó ha. Và công thức 145 bậc 1 là pha, bậc 4 là si giáng chưởng và bậc 5 là đô chưởng. Song 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 là giọng rê thứ. Bậc 4 nó là la thứ. Bậc 4 là son thứ, bậc 5 là la thứ. Ngoài ra thì có bậc 7 là bậc mi giáng ha, đó là chính là 7 hợp âm cơ bản. Bài này thì ở trên nhịp 3/8 các bạn ha. 3/8 nó cũng là một thể loại nhịp đơn, cho mỗi nhịp nó có 3 phách, một mạnh và hai nhẹ. Thì các bạn có thể chơi nó nảy vui lên nè. Ta ti ra 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 ti ra 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 ti Bài trước thì có một bài Dân Chúng Mùa Xuân tôi cũng hướng dẫn cho các bạn trên giọng 3/4. Về mùa xuân thì thường thường những cái bài như vậy thì sẽ rất là vui, bởi vì mùa xuân là mùa mùa tươi vui ha, cho nên thường là những bài vui. Và bài này đây, đô la la son la fa. Và thì ở đây các bạn có thể sử dụng này, ta ti da ra ti da ti ra. Ở đây tôi sử dụng một xíu hợp âm màu, các bạn sử dụng là ta ti, tôi sử dụng là pha S9 này, ta ra hoặc là pha tam giác 7. Đó, ti da ti. Các bạn thấy chưa? Ta ti da ra ti. Đó, bạn có thêm màu đó cái khá thú vị. Ta ti. Đó. Đây là hợp âm pha sớt 2 các bạn này. Pha sớt 2 bắt la. Tiếp về ta ra ti. Nếu mà các bạn để ý đây tôi sử dụng là gì? Pha sớt 2 bắt la về son 7 sớt 4 rồi về đô 7 sớt 4. Wow. Nếu các bạn để ý ở đây thì tôi giữ được rất nhiều nốt chung này. Các bạn mà học những cái bài mà tôi hướng dẫn là di chuyển từ âm này sang âm khác mà giữ được càng nhiều âm chung càng tốt đấy các bạn. Nó rất là trong trẻo này. Ta đi. Nghe rất là thú vị, và đặc biệt là đối với những bài về mùa xuân nó rất là trong trẻo, giọt sương tinh sương ban mai của những mùa xuân trên những lá cây thì rất là đẹp ha. Năm mới bà hát những cái bài nó rất là trong trẻo trong veo, hay các bạn nên sử dụng những cái màu sớt để giúp cho cái người nghe người ta có trí tưởng tưởng tượng cao hơn xa hơn ha. Đó, và các bạn dùng những cái màu S9 nó rất là đẹp sang trọng, và những cái màu tam giác 7 7 chưởng rất là hay và rất là màu sắc ha. À, tôi làm lại này. Ta ti ta ra ra ti ta ti ta ra ti ra. Pha sớt 2 bát la son sớt 4. Đô đô ở đây đô là bậc 4 của son sớt 4. Re si đô đó về đô 7 sớt 4. Tiếp ta ti ta ra ti ra ti. Ở đây tôi về
tôi về bấm là si dáng nhé, si dáng sớt hai các bạn, si dáng sớt hai mà bát bát rê, tôi làm căng lên khúc này để đoạn đẩy cao trào lên. Ở đây tôi về mi thứ 7 chữ 5, tôi về la 7 các bạn. Son thứ 7-9 các bạn thấy nhá, ti ta ra ti vào re thứ 7-9 ti ta ra ti. Ở đây tôi sử dụng công thức bậc 5 của bậc 5, ti ra đô là tôi bậc 5 của pha là đô và bậc 5 của đô là son, để hút rất là mạnh, ti ra ra ta ti. Đây kết thúc của cột 1, các bạn nghe thử nhé. Ta ti ta ra ra ta ti ta ti ta ra ti ra ta ti ta ri ra ta ti ta ro 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 to ro 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 tum 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 ta ro ro ro. Và khi nhảy sang cột 2 thì các bạn có thể làm thay đổi màu sắc hơn một chút nữa. Ta ta này, ta ra ta ta đi. Vậy ở đây tôi sử dụng công thức 251 của re thứ ta ti, tôi về re thứ này, re thứ 7 sớt 4 các bạn này, này ti la 7 trừ 9 ta ti đã hút về các bạn này, ta ti ta ra ta ra đi. Tương tự vậy thì những khúc sau các bạn có thể thay đổi màu một chút đi cũng rất là thú vị. Khúc tiếp này, thay vì là si dáng sớt hai thì các bạn có thể về si dáng sớt hai luôn. Đây là si dáng sớt hai bát rê, còn đây là si dáng sớt hai. Về si dáng sớt hai, về đô trưởng bát si dáng, về lá thứ. Ta ra ti khá là thú vị. Rất là vui ha, nghe rất là tươi vui. Tôi làm lại từ đầu đến đó ha. Ta ti ta ri da ta ri ta ti ta ra ti ra ta ro ta ro ta ro ta ro ro ta ro ta 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 ro ta ro ta ro ta ro ti ta ra. Tươi vui nhá. Linh mục Nguyễn Duy thì có rất nhiều bài hay, quá quen thuộc rồi ha. Đương nhiên thì tôi thì luôn luôn sử dụng rất là nhiều màu sắc hòa âm mới thêm ha. Các bạn nào mà học những cái tập 1, tập 2 hoặc là học 6 tập đệm hát của tôi về thánh ca ấy, thì các bạn sẽ thấy những cái màu sắc ví dụ như là đã. Hay là tại sao lại có mi sớt 4. Đó ha, mi thứ 7 chữ 5 sớt 4 này. Xong rồi về la 7 trừ 9, xong rồi về re ha. Nó có rất nhiều cái màu thú vị mà các bạn nên tìm hiểu thêm. Rồi giờ tôi đi tiếp cái phần câu 1 này. Ta ta ti ta ti ra ta ti. Ở đây tôi về ly điệu sang re thứ cho nó mềm mại này. Con khấn nguyện. Ở đây tôi về re thứ khấn nguyện một mùa xuân vinh phúc. Tôi về re thứ, tôi về la thứ bát đô, tôi về đô trưởng mà bát si giáng ta ta ra ti đó, ta ti ta ra ti ra ri ti ta
son thứ 79. Ta ta đô 7 vé bao pha bắt đầu về pha. Tôi làm lại này. Ta ra đi. Bảy xong về re ta ti ta ra ta ra ta ti ta ra ti ta ti, hai câu giống hệt nhau ha. Thì có rất nhiều cách để các bạn sử dụng cái khúc này ta ti ta. Ở đây thì nếu mà các bạn là xin Chúa thương để khúc sau xin Chúa thương ti ta ra ra ti thì lại giống câu trên, thì hoàn toàn câu này các bạn có thể xin, hoặc là các bạn xin Chúa thương thì các bạn về si dáng trưởng, về đô trưởng bát si, xong đi là về la thứ đó, về re thứ bảy, đô là bậc bảy, re thứ bảy ta đi về son thứ ta đi ta đi ta. Tôi làm bài khúc xin này, xin xin lại từ cái khúc câu 1 nhé. Có rất nhiều cách để các bạn có thể làm cho những cái màu sắc nó sẽ thú vị hơn. Tí nữa các bạn sẽ nghe cái phần trình bày của ca sĩ GP Thanh Hương thì các bạn sẽ thấy tôi sẽ sử dụng thêm một số cái màu hòa âm ly điệu nữa. Cái khúc là ta ti thì tôi sẽ bảo ta ti ta ra ti ta ti ra ti. Đó, tôi sẽ sử dụng thêm một số những cái màu sắc về hòa âm mới hơn nhé. Đó thì đây là một cái bài rất là dễ nghe và tôi sẽ làm lại cho các bạn từ đầu đến cuối một lần ha, và tôi cũng sẽ có một câu intro này. Biết thêm một số màu sắc nữa, hoặc là có một đàn hát chơi kéo gầy nữa thì nghe rất là dễ chịu, hoặc là có thêm dàn dây nữa rất là mượt mà đẹp ha. Upwa hoặc một số bleed làm nền ở trên líu lót như chim ha. Mùa xuân như chim hót vui vẻ ha. Tươi vui đó. Và đương nhiên đây thì tôi sẽ sử dụng rất nhiều những hợp âm màu sắc, thì các bạn nào mà muốn kỹ hơn sâu hơn thì các bạn có thể tìm hiểu về những cái khoa học của tôi, thì tôi đã hệ thống kiến thức cho các bạn từ cơ bản đến chuyên sâu trong những cái hướng dẫn những cái tác phẩm như thế này, thì không có nhiều thời gian để giải thích kỹ cho các bạn từng hợp âm là sẽ như thế nào ha. Mà các bạn follow kênh của tôi thì đều biết là tôi có rất nhiều các cái bài, những cái mẫu thuyết nhỏ từ chuyện chạy ngón này,
cách sử dụng ly điệu tạp hóa âm tôi làm rất là nhiều trên kênh, các bạn có thể xem kỹ hơn á. Đó, còn các bạn nào mà chưa sâu hết các kiến thức về hóa âm thì có thể do các bạn bị hỏng, hoặc là các bạn bị cóp nhặt, hoặc là một bài mới mà bài cũ mà các bạn không biết làm sao cho nó mới lên thì cũng có thể do cái cách mà các bạn còn bị kiến thức nó chưa được chắc đó ha. Và một bài thì các bạn có thể làm được nhiều màu khác nhau nữa ha, rất là nhiều màu, rất là thú vị cho các bạn chơi đàn nó không bị chán. Thì các bạn có thể tìm hiểu về cái khoa của tôi ha. Và cách học thì mỗi bài tôi đều có giáo trình là file PDF cộng với clip bài giảng đi kèm. Và sau mỗi bài các bạn có câu hỏi thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Và sau 3 4 bài các bạn quay bài mẫu lại tôi sẽ sửa ngón cho các bạn, thì học như vậy nó sẽ rất là chất lượng. Đó, và mọi thông tin thì tôi để ở website haipiano.com hoặc email cho tôi ha. Và tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các bạn. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau thưởng thức ca khúc Thắp Nén Hương Xuân, một bài của Linh Mục Nguyễn Duy được trình bày bởi ca sĩ JB Thanh Hưng, là một người anh tôi mà hát đêm thánh ca vào tối thứ bảy hàng tuần tại Hồ Chí Minh nhé. Và mời anh chị cùng thưởng thức. Tâm hồn tràn muôn vui, ước mong
xuân hồng. Ngày xuân ánh sáng lan khắp trời, ngày xuân chim tung cánh ngàn nơi, làn gió cuốn hương gieo cõi đời trong khúc nhạc tiếng cười đón chào mùa xuân mới. Ngày xuân thắp nén hương ngàn tình, hồn con dâng lên Chúa niềm tin, nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về thăm sinh. Nguyện Chúa xuống muôn ơn phúc lành trên đất Việt thanh bình, cho xuân về. Bài rất là dễ thương và với hy vọng thì giúp cho các bạn có một cái phần học về hòa âm để thành ca nó trực quan hơn, nó có nhiều cái góc nhìn, vừa được học về hòa âm rồi thì chúng ta lại vừa được nghe ca sĩ biểu diễn trình bày đây là hát live hết tất cả các bạn ha, để cho các bạn hình dung là cái tổng thể nó sẽ như thế nào. Và các bạn có câu hỏi gì hãy comment cho tôi, và các bạn muốn tôi hướng dẫn bài gì cũng hãy comment cho tôi, và anh chị thấy cái kênh có ích thì nhớ bấm like, subscribe và share giúp tôi. Và anh chị quan tâm đến khoa học thì hãy vào website haipiano.com hoặc email cho tôi sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả anh chị. Cảm ơn chị rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.